cầu lái góc rất hay. Đánh với Tuấn Đức Hồng Nam mà lại có thể giằng co như thế. Không hổ là cặp đôi vô địch giải thành công Mạo Khê năm 2019. Tôi cũng xin phép mọi người ở giải đấu này Hùng sẽ không live stream nữa mà sẽ quay lại và đăng YouTube sau nha, sau trận đấu này. Thực ra Hùng muốn cho mọi người xem trực tiếp thôi chứ bản thân Hùng cũng muốn cái video nét, Hùng thích quay hơn là live stream ấy. Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam ở nội dung mở rộng giải cầu lông vô địch tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trận đấu rất hay bởi vì có sự góp mặt của cặp đôi số 1 Việt Nam, cũng như đối thủ của họ sẽ là cặp đôi Hoàng Anh và Vũ Lâm, cặp đôi vô địch giải Bắc Ninh, giải thành công Mạo Khê 50 triệu năm trước. Dĩ nhiên cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam vẫn cửa trên khá nhiều, nhưng chúng ta cũng muốn xem rằng trận đấu này nó sẽ diễn ra như thế nào. Và Hùng đang chờ hai vận động viên Hoàng Anh, Lâm bước vào sân, xem các vận động viên sẽ cống hiến như nào cho khán giả. Gần đây những video Hồng Nam với Tuấn Đức đánh tại giải Bắc Giang vừa rồi thì các khán giả đã có những lời khen cho Hồng Nam vì đánh thi đấu đã nhiệt tình hơn nhiều và đánh cống hiến hơn. Và mong rằng trận đấu ngày hôm nay cũng sẽ là như vậy. Nhưng trước tiên thì cặp đôi Hoàng Anh Lâm phải gây những khó khăn cho đối thủ và buộc họ phải tung ra hết sức của mình. Mọi người giúp chia sẻ live stream đến nhiều người hơn nha. Trận đấu bắt đầu. Đập cầu lật lưới, điểm số 1-0. Anh Hoàng Anh giao cầu. Vũ Lâm là một tay vợt sinh viên nhưng đánh rất hay. Điểm số 2-1, Hồng Nam giao cầu. Cầu ngoài sân 3-1. Mọi người chia sẻ giúp Hùng đi, trận này hay quá. Đập cầu tốt từ Vũ Lâm. Đội điểm 2-3. Điểm số 3-3. Tuấn Đức với Triệu rất là cứng. Một ông thủ, một ông công. Cửa vô địch cao. Đập cầu rất tốt từ Hoàng Anh. Chêm cầu trên lưới lỗi. Và đập cầu rất xoáy, rất vút cầu xuống. Tiếp tục là một tình huống lỗi từ Vũ Lâm. 4-5-4. Trọng tài còn chưa kịp lật điểm. 6-4 chứ nhỉ? 6-3. Dẻo, rất dẻo. Chém cầu rất dẻo từ Vũ Lâm. Tiếp tục là một tình huống đập cầu lật lưới đến từ vị trí của anh Hoàng Anh. 2 điểm lật lưới rồi. Đập cầu găm xuống đất không đỡ nổi. 6-6. Anh Dương Lê comment đội gần màn hình yếu quá, không biết yếu ở chỗ nào ạ. Xem thế nào ạ mọi người? Xem như nào thì comment cho Hùng biết với nhá. Rõ ràng là đăng ký gói mạng về gói mạng là 15GB cơ mà. Đội anh Trần Thanh Sơn ơi. Đập cầu rất nặng từ Hồng Nam. Vừa rồi dừng hình chắc là ai gọi Hùng đấy ạ.
hoặc là Hùng sẽ ngừng live stream và Hùng sẽ quay lại mọi người xem trên YouTube sau nha. Như thế cho nó nét. Tôi cũng xin phép mọi người ở giải đấu này Hùng sẽ không live stream nữa mà sẽ quay lại và đăng YouTube sau nha, sau trận đấu này. Thực ra Hùng muốn cho mọi người xem trực tiếp thôi chứ bản thân Hùng cũng muốn cái video nét, Hùng thích quay hơn là live stream đấy. Anh em xem đi, live stream cho nó sướng. Rất hay. Tốt. Sinh viên tự tập nhưng mà nó đánh thế là hay lắm rồi. Rất nhanh từ Vũ Lâm, 10-11. Cho ông nào số đâu, các ông xin số cứ gọi vào máy rồi đang live stream lag hết. Vợ ủng hộ Hùng thì nhắn tin vào trong trang này là được nhá, hạn chế gọi thôi ạ. Cần gấp lắm thì cũng nên gọi. Đập cầu rất tốt từ Hoàng Anh. 11-14. Chuyện hay này. Chém cầu rất xa lưới. 12-14. Mạng kém quá. Không thể chặn phá. 13-15. Lâm đập thuận tay phải nói là cực kỳ găm cầu. 15. Hơi vội một chút. Người chất lượng livestream hơi kém thật mọi người ạ. Một tình huống cài cầu lắc lưới. Đập cầu tốt từ Vũ Lâm. Cầu không qua lưới. Thủ cầu lái góc rất hay. Đấy, với Tuấn Đức Hồng Nam mà lại có thể giằng co như thế. Không hổ là cặp đôi vô địch giải thành công Mạo Khê năm 2019. Không qua lưới. Năm trước Hưng Đức đánh giải thành công đôi kia nhất thành công Mạo Khê mà. Tuấn Anh Kiều Hưng Đức đã từ đánh giải đấy hết đều thua. Đều bị loại. Tuấn Đức Hồng Nam đánh giải 99. Tay tốt. Đập cầu rất căng từ vị trí của anh Hoàng Anh. 17-21. Đôi Hoàng Anh Lâm không bị tâm lý. Họ đánh với tâm lý vô cùng thoải mái. Cầu ngoài sân. Anh Khang Nero cầm quần Hoàng Anh hôm nay mặc quần hơi dài so với bình thường nên hơi kém hơn. Bình thường anh Hoàng Anh công nhận mặc quần ngắn hơn mới hay, rất hay vén quần. Tuấn Đức Hồng Lam liên tục tung những pha đập cầu rất nặng. Phát cầu ngoài. 18-25. Một tình huống hơi không hiểu ý nhau. 20-25. Cầu tốt. 21-25. Trên sân số 1 có Phượng gặp tân binh Nguyễn Thiên Dung, vận động viên Nguyễn Đức Điện, Nguyễn Thị Nhàn và sinh vật học sinh trường số 1 chuẩn bị thi đấu. Sân 1
Bật cổ ngàm rất nhanh từ đội tuyển Đức. 1. Cầu ngoài sân 28-21. Rất hay. Non rồi. Rất cố gắng. 25-30, một đường cầu rất hay. Đường cầu rất tốt từ Vũ Lâm. Đường cầu cuối rất hay. Rồi, trận đấu kết thúc với một pha đập cầu rất uy lực từ đội Tuấn Đức, 30-26. Một trận đấu rất hay và công hiến.